Bác biết đây có xe gì không ạ? Kia Sirona nha bác nhá. Dòng xe này thì em nói thật với các bác là lồng vè của nó thì đúng là đập chìm nó ấy luôn. Đây, bốn một chiếc xe trên chiếc xe này là bốn cái lồng vè này. Đây, các bác có nhìn thấy này. Những cái lồng vè này các bác nhìn thấy có khó chịu ạ? Các bác đi một cái xe của các bác mà bác có nhìn thấy này thì khó chịu ạ? Đây là cái thứ nhất nhá. Đây là cái đằng sau nhá. Đây. Các bác thấy không ạ? Đây là cái gì ạ? Cái lồng vè đằng trước. Con này con trước nó cũng là nỉ luôn và nó đang bị cái tình trạng như thế nào, sẽ nát các bác thấy không ạ? Đấy là đằng trước nhá, còn bên này thì các bác nhìn thấy không ạ? Đây nhìn thấy không ạ? Có thấy nó nát hết không ạ? Con này còn đi nó còn quẹt hết vào đây này, các bác nhìn thấy không ạ? Nó đây em quay ra đây để các bác nhìn thấy không ạ? Nó còn đi quẹt vào lốp, nó mòn hết rồi. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Mòn hơn đúng không ạ? Đấy, rất là mất thẩm mỹ. Thật sự là cái xe tiền tỷ mà cái lồng vè nó bị sệ như này thì thật sự là rất là buồn và chán. Đây còn đây nha các bác, đây minh chứng cho rõ ràng cho các bác là sệ xuống và nó đã cào, nó nát hết đây rồi. Đấy có các bác mà thật ra các bác mà đi xe ấy, và nên bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ thôi khi mà mua xe mới thì hóa ngay cái lồng vè này cho cứng, giữ form vừa đẹp xe và bền cái lồng vè nỉ này. Chứ còn các bác mà mua mỗi cái lồng vè này rất cực kỳ đắt, nếu anh em mua ấy, sẽ rơi vào hơn 1 triệu một cái này, chính ra chi phí nó rơi vào hơn 4 triệu rồi. Thì với cái số tiền đấy mà bác khi mà bác còn mới, các bác chỉ cần qua bên em Agala Thái Nguyên thôi, em sẽ hóa cứng cho các bác, bác đảm bảo form dáng chuẩn chỉ đi hết trọn đời xe luôn, không bị sập sệ. Còn các bác chưa biết ở đâu ạ, hãy comment ở phía bên dưới, em sẽ gửi các link địa chỉ cho các bác chuyển qua bên em xử lý hết hoàn toàn cho các bác. Cảm ơn các bác.